Thiện đại chúng sanh có đoàn kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành, nguyện dình tam học do định tuệ, nguyện đoạn tham sa đi độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đào quả sớm viên thành. Chẳng kinh chít cú sa la cầm măng cạch tập băng kỳ đi dân mà cả dê na quá cha mà na sa ti đa xê sự gà tăng dê sa ta san ni nô a thì dê cha sa ta san ni nô gà tăng buồn nhập hà lăng mây hăng sa bê pa gê pa quán tư tê dê tăng gà tăng sư quê đi tăng điện năng buồn nhập hà lăng mây ya dê cha ta thana cha nan ti đê qua gần to ni dê đa dâm sa bê lô cầm hi dê sa ta chị quan ta hạ ra hê tu ca mà muôn năng khô cha năng sa bê là phàn tu ma ma chê ta sa ti hứa căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành dẻo nên điều là phước báo quận bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi tỏa nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bằng trời vô tượng được mà hưởng an vượt con hội hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đền hầu mạch ngay có người làm phước được xài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mãn trường xin thâu phước báo cung dường hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bích Ha Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Đà từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con, một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã quan năm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Bình lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con thành kính dâng tấn đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gautama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tân đức. Nhật Bình xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gautama. Nam mô Bích Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sanh đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh mến chào Thi An Lạc, kính chào anh chị Phan Văn Liêm, kính chào Gia Nhân Răng Trụng, mến chào Sích Trần Phụng, mến chào Sích Hành Kiểm, mến chào Sích Tâm Phương, mến chào Sích Thi Từ Mẫn, mến chào Cẩm Vân, kính chào ai kêu em đó, kính chào xin ngồi nghe, kính chào buông bỏ, mến chào Sích Trần Đạo, mến chào Sích Rạng Đông. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức và Nhật Bình kính chào đạo tràng. Và Nhật Bình cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sích Rạng Đông đã mở room và cho nghe bài pháp của ngài Chánh Minh. Và con kính đại đức Tịnh Đạt và đồng hồ con thì còn sớm 4 phút. Dạ, sư có sẵn sàng chưa bạch sư? Nếu sư có sẵn sàng, con có thể ý ra cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng con được ôn bài. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, mến chào Sích Thi Na về vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Bình lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt điều hợp chương trình ông bài ngày hôm nay.
Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sằng Kha Dạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambut Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambut Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambut Tha Sa. Phạm Thiên Phật ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy trinh giữ pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăn thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Dạ và đạo tràng. Chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Định Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để điều hợp chương trình ông bài ngày hôm nay, cao cấp của kinh số 48, 49 và 50 trong Phẩm Hoa. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi ôn tập được an vui tiến hóa. Và con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sằng Kha Dạ. Con tịnh đại xin kính lễ chư tăng và mến chào tất cả quý vị ở Phú Kinh. Ngày hôm nay là ngày 12 tháng 9, chúng ta lại tiếp tục cái buổi ôn tập cuối tuần vào ngày Chủ Nhật. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ ôn tập đến câu kệ ngôn pháp cú. Ba câu kệ ngôn pháp cú là số 48, 49 và 50 ngay trong Phẩm Hoa, phẩm thứ tư Phúc Hoa Quốc Cát. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết được âm thanh nghe rõ. Và để bắt đầu cho cái buổi ôn tập thì chúng ta sẽ cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo. Arahaṃ Samma Sambuddho Bhagava Bhūtaṃ Bhavantaṃ Abhivādayami Sakkhato Bhagavata Dhammo Dhammaṃ Namassāmi Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami. Môn Thầy Dạ. Dạ, một lần nữa xin mến chào toàn thể quý vị. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ ba câu kệ ngôn pháp cú 48, 49 và 50 ở trong Phẩm Hoa, phẩm thứ tư trong bộ kinh Pháp Cú Kinh. Được biết rằng những cái phẩm pháp cú được đặt tên theo những kinh bài kệ và có những cái nội dung liên quan với nhau, chứ không phải là chúng ta nghe nói là Phẩm Hoa là những cái bài kinh nói về hoa,
như là chúng ta hay nghĩ, hay là chúng ta nói về phẩm phóng vật, hay là phẩm người ngu, không phải về nói về cái tính chất hay là cái hình thức bên ngoài, mà là có một cái ẩn ý. Chính vì thế cho nên ngoài cái chánh kinh ở trong tâm tạng, còn có những cái bản gọi là chú giải Attha-katha. Và thưa quý vị rằng chúng ta cứ nghĩ rằng việc chú giải là các ngài các ngài trưởng lão thông suốt tâm tạng, các ngài chú giải sau này, điều đó là rất là đúng khi mà chúng ta tìm hiểu, nhất là trong thời kỳ của ngài Buddhadatta, ngài Buddhakhosa là những vị chú giải sư rất là quan trọng trong Phật giáo. Tuy nhiên thì được ghi nhận rằng trong những cái bài kinh, trong những cái bài kinh ngay thời kỳ Đức Phật còn tại tiền, thì có những lần Đức Phật ngài chỉ nói lên một ý nghĩa ngắn gọn, rồi ngài đi vào trong hương thất. Các vị tỳ kheo trẻ tuổi, các vị tỳ kheo chưa có chứng đạt những cái pháp thượng nhân thì khó lãnh hội được cái pháp thoại ngắn ngủi như vậy. Sau đó thì ngài Xá Lợi Phất, những cái vị đại đệ tử như là ngài Mục Kiền Liên, Mục Kon Lan, ngài Kassapa, ngài Mahayana, những ngày đó có những cái công việc tức là giảng dạy rộng rãi trong cái lời dạy tóm tắt của Đức Phật, đó cũng được ghi nhận là những vị chú giải. Thì ở trong kinh Pháp Cú này chúng ta học chánh kinh, tức là lời của Đức Phật ngày ngày nói ra được vắn tắt ở trong chánh tinh, chánh chánh kinh là những cái câu kệ ngôn mà chúng ta đang học. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng được tìm hiểu thêm cái phần chú giải được biết đến như là duyên sự của câu kệ ngôn. Bởi vì thiếu cái phần duyên sự thì chúng ta khó khó hình dung được cái tình huống xảy ra. Và kế tiếp đó là cái phần chú giải cho ý nghĩa của những câu kệ ngôn này, cũng giống như là có cái phần chú giải ý nghĩa đó thì những cái người học Phật tìm hiểu về giáo lý đời sau đó không có đủ khả năng, không có đủ cái kiến thức và không có đủ cái lãnh hội ý nghĩa thâm sâu, và có thể hiểu sai, hiểu không có đầy đủ. Cho nên chúng ta cũng được các ngài chú giải giải thích rộng rãi thêm ra, cũng giống như là những câu pháp cú mà chúng ta đang học đây. Nếu như mà không có cái sự giải thích các của những cái bộ chú giải hay là giải thích của những cái vị có cái học thuật uyên thâm, thì chúng ta sẽ nắm bắt ý nghĩa một cách rất là hời hợt. Và chính vì vậy mà chúng ta tham gia những cái diễn đàn, nhất là diễn đàn pháp, chúng ta trong những cái ngày khác ở trong tuần, ý nghĩa duyên sự cũng như là sự chú thích chú giải ở trong kinh Pháp Cú. Và ngày thì chúng ta chỉ có cái việc đó là chúng ta ôn lại những cái câu kinh Pháp Cú này để một lần nữa chúng ta nhắc lại, gợi nhớ lại, để khi nào chúng ta luôn luôn lúc nào chúng ta cũng nhớ, để mà để làm một cái bùa hộ thân, để mà tu tập theo, để một cái hành trang. Thì hôm nay chúng ta học ôn lại ba câu kệ ngôn Pháp Cú số 48, 49 và số 50. Ba câu kệ ngôn Pháp Cú này liên quan đến ba cái tích truyện duyên sự như sau. Câu số 48 liên cái duyên sự dẫn đến cái câu kệ ngôn này, đó là duyên sự của Uchika. Ở trong chùa bản của ngài Pháp Minh dịch tựa là nàng sự phụ.
Câu số 49 thì có cái tích truyện duyên sự liên quan đến bá hộ khăn Chariya Kosiya Sethi. Câu 50 thì có cái duyên sự liên quan đến tu sĩ ngoại đạo Tiểu Điệp Patika Chiwaka. Patika Chiwaka. Thì một lát nữa chúng ta sẽ ôn cả phần chánh kinh, tức là những câu kệ ngôn và những cái mẫu chuyện duyên sự tóm tắt. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu, bước đầu tiên sẽ là ôn tập tập thể. Tịnh đàn sẽ đọc lại ba câu kệ ngôn pháp cú này bằng Pali, bằng nghĩa Việt, bản Việt ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu, và sau đó sẽ mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhau để mà ôn lại, tạo cái thiện pháp đầu ngày cũng như là cuối ngày theo các cái múi giờ khác nhau. Quý vị đã sẵn sàng thì bây giờ chúng ta bắt đầu cho cái bước đầu tiên. Phẩm Hoa Phất Phá Quát Gác, câu số 48. Phá Ni Hê Hoa Pa Chi Nam Tăng Vya Sta Sang Na Răng Atit Tan Nhe Hoa Ka Mê Su An Kô Cú Rú Tê Hoa Sang Bập Hà Ni Hê Hoa Pa Chi Nam Tăng Vyasata manasang narang Atitanye wa kamesu Antako kurute wasang. Người nhặt các loại hoa, ý đắm say tham nhiễm, các dục chưa thỏa mãn đã bị chết chinh phục. Người nhặt các loại hoa, ý đắm say tham nhiễm, các dục chưa thỏa mãn đã bị chết chinh phục. Câu số 49. Yathabhi marobhang vanaganta mahetayang paletira samadha evangame munichare. Yathabhi pamarobhang vanaganta mahetayang Baleti rasamadaya evangame munichare. Như ông đến với hoa, không hại sắc và hương, che chở hoa, lấy nhụy, bậc thánh đi vào làng. Như ông đến với hoa, không hại sắc và hương, che chở hoa, lấy nhụy, bậc thánh đi vào làng. Câu số 50. Nabare sang wilo mani nabata katang atano wa awekhaya katani akatani cha. Nabare sang wilo mani nabare sang kata katang Atano wa awekhaya katani akatani cha. Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình, có làm hay không làm. Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình, có làm hay không làm. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú, sa thú. Dạ, đó là bước đầu tiên chúng ta cùng nhau ôn lại ba câu kệ ngôn pháp cú này một lượt. Và bước tiếp theo thì sẽ mời tất cả quý vị chúng ta chọn cho mình một câu kệ ngôn trong ba câu 48, 49 và câu 50, và mời ta quý vị đọc bản Pali, bản dịch nghĩa tiếng Việt và kệ ngâm kệ những cái câu kệ ngôn pháp cú này, đồng thời cũng là đọc lại những cái tích truyện duyên sự được bản được tóm tắt lại. Mong rằng buổi ôn tập cuối tuần ngày hôm nay
chúng ta sẽ tham gia một cách đầy đủ và nhiều cái niềm quan hỷ. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ thấu hiểu, có những cái bài học để chính mình khi mà chúng ta tự mình đọc lại những cái câu kệ ngôn này, cũng như là những cái duyên sự tích truyện liên quan đến câu kệ ngôn. Và một lần nữa thì xin kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng tham gia trong cái buổi học ôn tập cuối tuần này, để mỗi người chúng ta sẽ có cái cơ hội để mà đọc lại cái Phật ngôn, lời dạy của Đức Phật. Dạ, bây giờ xin mời vị nào xung phong ôn tập đầu tiên ạ. Dạ, mời quý vị giơ tay lên để xếp hàng. Vị nào chọn câu đầu tiên thì chúng ta chọn câu nào thì chúng ta chat lên trên khung màn hình để cho các vị có trách nhiệm sẽ post câu kệ ngôn cũng như là duyên sự thích hợp. Dạ, mến cồm cô Cẩm Vân. Dạ, xin dành xuống mic ạ. Dạ, mời Cẩm Vân cầm mic trở lại. Đạo tràng không có nghe được âm thanh Cẩm Vân. Dạ, Nhục Bình cũng kính mời tất cả quý vị có thể nào được thì đưa bàn tay lên. Mời Từ Mẫn, mời Xích Trần Đạo, mời Xích Rạng Đông. Dạ, con kính tri ân sư và cảm ơn Xích Từ Mẫn cho Nhục Bình tự tín hiệu. Dạ, quý vị cứ đưa tay sắp hàng, không có sợ gì đâu. Đã, lúc nãy Nhục Bình đưa tay trước mà thấy Cẩm Vân đưa tay nên Nhục Bình nhường. Dạ, bây giờ sa thú bằng tay Trần Đạo. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tôn Hạnh, Đại Đức Định Đạt, Đại Đức Tiểu Đức, cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ với bà với cô tu nữ, con xin đọc câu kinh pháp cú số 48 ạ. Phổ pa ni he và ba chi năng tăng ya sa ta ma na san na rang a ti tăng ne và ca mi su an ta cô cu vu te wa san. Phổ pa ni he và ba chi năng ya sa ta ma na sang na rang a ti tang ne wa ka me su an to ko ku ru te wa sang. Người nhặt cát ngồi qua ý đắm sai tham nhiễm, các dục chưa thỏa mãn đã bị chết chinh phục. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sống với sự hạnh phúc trọn vẹn, tuy vậy nàng vẫn khởi niềm tin cúng dường hộ độ chư tỳ kheo
tăng hàng ngày không sao lãng. Cho đến một ngày kia, nàng đột ngột qua đời. Sự kiện này khiến các vị tỳ kheo rất đổi động tâm, vì đời người quá mỏng manh và có thể cái chết chỉ đến bất kỳ lúc nào. Các vị tỳ kheo bạch trình sự việc này với Đức Phật. Nhân đó, ngài đã thuyết lên bài kệ trên để khuyến cáo chư tỳ kheo. Dạ, con đã đọc bài xong rồi. Dạ, cảm ơn chị đang đọc mốt bài. Xin gửi mic lại cho Sích Tina. Con kính đảnh ngôi Tam Bảo, con kính đảnh quý sư, quý bà, quý cô, tu nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu Pháp Cú thứ 50. Napa re sam ulu mani napa re sam kata katam attano wa avakkhaya kata ni akata nicca napa re sam ulu mani napa re sam kata katam attano wa avakkhaya kata ni akata nicca. Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình, có làm hay không làm của Hòa Thượng Minh Châu. Na pa re sam vi lo ma ni, na pa re sam ka ta ka tam, an ta no wa a wan ka ya, ka ta ni ya, ka ta ni cha. Na pa re sam vi lo ma ni, na pa re sam ka ta ka tam, an ta no wa a wan ka ya, ka ta ni ya, ka ta ni cha. Con xin phép được đọc tích truyện. Tại thành Sa Quá Thiến, có một nữ gia chủ là đệ tử của nhóm du sĩ ngoại đạo. Một ngày kia, bà lại phát tâm làm lễ cúng dường đến Đức Phật. Cũng như tỳ kheo, ngay lúc đó, một du sĩ ngoại đạo xuất hiện thình lình. Ông ta đã buông lời, thó mặt Đức Phật và chỉ vạch tội lỗi của bà nữ gia chủ. Nữ thí chủ tâm bối rối, tức giận nên không thể tập trung để nghe pháp. Đức Phật biết tâm trạng của bà, nên ngài thuyết bài kể trên để khuyên nhắc bà hãy nghĩ đến phận sự mình đã làm hoặc chưa làm xong, đừng mất thời gian tìm thấy lỗi của người khác. Khi bài kể vừa kết thúc, thì bà thí chủ chứng quả dự lưu. Dạ, con kính chị ông quý sư và đại tràng. Con kính mời cô Lạc Lê. Dạ. Cảm ơn Tina. Dạ, nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, dạ nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Minh Đạt. Dạ, con kính đảnh lễ chị Đại Đức Tăng, quý cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Dạ, con xin đọc câu kệ Pháp Cú, dạ số 48. Dạ, kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh để cho biết âm thanh rõ. Dạ, con kính cảm ơn Đại Đức Đã, xin cảm ơn mình, tất cả thiện tín đã cho biết âm thanh rõ. Dạ. Năm mươi hả? Con mới vô rồi con thấy. Quá trời đi sao ông sao làm ta? Dạ, con đọc con 50. Dạ, con xin đọc con 50. Dạ. Na pa re sang vi lo ma ni, na pa re sang kata katang, atta no wa avakkhaya, kata ni akata ni cha. Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm,
nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Và đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tại thành Qua Quát Thí có một nữ gia chủ là đệ tử của nhóm du sĩ ngoại đạo. Một ngày kia, bà lại phát tâm làm lễ cúng dường đến Đức Phật cùng chư tỳ kheo. Ngay lúc đó, một du sĩ ngoại đạo xuất hiện thình lình. Ông ta đã buông lời thóa mạ Đức Phật và chỉ vạch tội lỗi của bà nữ gia. Nữ thí chủ tâm bối rối, tức giận nên không thể tập trung để nghe pháp được. Đức Phật biết tâm trạng của bà nên Ngài thuyết bài kệ kê để khuyên nhắc bà hãy nhìn đến phần sự mình đã làm hoặc chưa làm, đừng có mất thời gian tìm thấy lỗi của người khác. Khi bài kệ vừa dứt vừa kết thúc thì bà thí chủ chứng quả dự lưu. Dạ thưa hết, dạ con xin đọc bài kệ. Na ba de sam vi lo ma ni na ba de sam ka ta ka tung a ta no wa a wit thay yang ka ta ni a ka ta ni chang na pa re sam vi lo ma ni na pa re sam ka ta ka tung a ta no wa wa khen khen giang ka ta ni a ka ta ni giang. Dạ con đã đọc xong câu pháp cú số 50. Dạ kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tam Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc bài câu số 48. Bụt Pa Ni He Quá Pa Chí Nan Tăng Dạ Sát Ta Ma Na Sang Na Răng Atitanye Wakame Su Antako Kuru Te Wasan Putpani He Wa Pachinan Tang Yasatta Mana Sang Narang Atitanye Wakame Su Antako Kuru Te Wasan. Người nhặt các loài hoa, ý đắm say tham nhiễm, các dục chưa thỏa mãn đã bị chết chinh phục. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Người nhặt các loài hoa, ý đắm say tham nhiễm, các dục chưa thỏa mãn đã bị chết chinh phục. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Thời Đức Phật có một nàng tiểu thơ tên là gọi là Pātipu Chika. Nàng có chồng giàu sang và hạ sanh 4 đứa con trai. Nàng sống với sự hạnh phúc trọn vẹn. Tuy vậy, nàng vẫn khởi niềm tin cúng dường hộ độ chư tỳ kheo tăng hằng ngày không sao lãng. Cho đến một ngày kia, nàng đột ngột qua đời. Sự kiện này khiến các vị tỳ kheo rất đổi động tâm, vì đời người quá mong manh và có thể cái chết xảy ra đến bất kỳ lúc nào. Các vị tỳ kheo bạch trình sự việc này với Đức Phật. Nhân đó Ngài đã thuyết lên bài kệ trên để khuyến cáo các chư tỳ kheo. Dạ con đã đọc bài xong. Dạ mến mời bàn tay của Từ Mẫn. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ
Dạ, từ mẫn con cúi đầu thành kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức giáo pháp, ân đức tăng. Dạ, con kính đảnh lễ thượng tọa Bình Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức cùng cô tu nữ Lý Giá và cô tu nữ Tuệ Duyên cùng anh chị em đạo hữu trong đạo tràng quý chư hộ pháp. Con xin đọc câu 49 ạ. Gia thà bi tha ma rô búp phẳng hoàng na gần thằng a hết tha dần ba lệ ti ra sa ma ya ya ê hoàng gà mê mu ni cha rệ. Như ông đến với hoa không hại sắc và hương, che chở hoa lấy nhị bậc thánh đi vào làng Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, sau đây con xin kể con. Dạ thả bi tha ma rô búp phăng dân na găng thăng a hê tha dân ba lê ti ra sa ma đa ya ê quăng ga mê mu ni cha rê. Dạ thả bi tha ma rô búp phăng quăng na găng phăng a hê tha dân ba lê ti ra sa ma đa dân ê quăng ga mê mu ni cha rê. Dạ tha bi tha ma rô búp phăng quăng na găng phăng a hê tha dân ba lê ti ra sa ma đa dạ ê quăng ga mê ni cha rê. Như ông đến với hoa không hại sắc và hương, che chở hoa lấy nhị bậc thánh đi vào làng Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sẽ cho con xin xin câu duyên sự và cảm ơn Xích Hạt Đồng. Ở tại làng Rà Cha Gá Ha có ông bá hộ tính keo kiết, không thích chia sẻ cho ai bất cứ vật gì, thậm chí là chỉ dùng cho vợ con hay chính bản thân ông, cũng rất dè sẻn. Đức Phật quán xét biết ông bá hộ này có duyên với Phật Pháp. Ngài phán dạy trưởng lão Mộc Ca La Na đi đến nhà ông bá hộ để ông bá hộ ấy để khất thực và an trú niềm tin cho ông ta. Trưởng lão Mộc Ca La Na đã đi đến và cảm hóa được hai vợ chồng ông bá hộ sanh khởi niềm tin tam bảo. Trưởng lão đã đưa họ đến gặp Đức Phật, nghe pháp và chứng thánh quả dự lưu. Chư tăng tán thán uy đức của trưởng lão Mộc Ca La Na. Đức Phật nghe chuyện như vậy, ngài đã thuyết bài kệ trên. Bậc chân tu mặc dù sống nhờ người khác nhưng không lợi dụng cái lòng tốt của người ấy gây tổn thất cho người. Dạ hết. Con xin cúi đầu tri ân quý sư và quý đạo tràng. Con xin xuống mít và dạ, kính mời Xích Trạng Đồng và quý chư vị. Sa thú Sister Mẫn, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào đạo tràng, kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 48. Úp và ni hề quá ba cháy nành tầng
Và sa ta na sằng na rằng a tích tành nhẹ quá ca mê su an ta cô cú rú tề quá sằng. Người nhặt các loài hoa, ý đắm sai tham nhiễm, các dục chưa thỏa mãn, đã bị chết chinh phục. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bút phà ní hề quá bá chí nành tăng, và xá tá má na sằng ná rằng, á tích tành nhẹ quá cà mì xú, anh tá cô cú rú tề quá sằng. Người nhặt các loài hoa, ý đắm sai tham nhiễm, các dục chưa thỏa mãn, đã bị chết chinh phục. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sau đây con xin đọc sự vắn tắt. Thời Đức Phật, có một nàng tiểu thơ tên gọi là Bá Tí Vô Trí Ca. Nàng có chồng giàu sang và hạ sanh 4 đứa con trai. Nàng sống với sự hạnh phúc trọn vẹn. Tuy vậy, nàng vẫn khởi niềm tin cúng dường hộ độ chư tỳ kheo tăng hằng ngày không sao lãng. Cho đến một ngày kia, nàng đột ngột qua đời. Sự kiện này khiến các vị tỳ kheo rắc đổi động tâm, vì đời người quá mỏng manh và có thể cái chết xảy đến bất kỳ lúc nào. Các vị tỳ kheo bạch trình sự việc này đến với Đức Phật. Nhân đó, Ngài đã thuyết lên bài kể trên để khuyến cáo chư tỳ kheo. Và vậy, duyên sự đã chấm dứt. Con kính mời quý vị giơ tay ạ. Dạ, kính mời chị Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú, kính cảm ơn sức Hạng Đông và cảm ơn sức Trần Đạo. Cảm ơn sức Trần Đông từ mẫn cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Trịnh Phụng. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Viriyatana, mời Trần Phụng và mời quý vị nào chưa ông bài xin đưa bàn tay lên. Dạ, Nhật Quỳnh không thấy bàn tay vị nào nên Nhật Quỳnh xin phép đưa tay thôi. Nếu có vị nào đưa tay thì Nhật Quỳnh xin nhường mic ạ. Dạ, con kính tri ân sư cho con biết được tín hiệu. Dạ, không có vị nào đưa tay thì con xin được phép ôn câu 50. Nam ba rê sang vi lô ma ni na ba rê sang cát ta cát tăng áp tân nơ wa a quét khay ya cát ta ni a cát ta ni cha. Nam ba rê sang vi lô ma ni ba rê sang cát ta cát tăng áp tân nơ wa a quét khay ya cát ta ni a cát ta ni cha. Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Nhà con xin được kể. Na ba rê sang vi lô ma ni na ba rê sang ca ta ca tăng a ta no wa a ta no wa a wan khay ya ka ta ni a ka ta ni cha. Na ba re sang vi lo ma ni ba ra re sang ka ta ka tang a na to wa a wan khay ya ka ta ni a ka ta ni cha. Na ba re sang vi lo ma ni ba ra ne sang ka ta ka tang a ta no wa a wa khay ya ka ta ni a ka ta ni cha. Chích Rạng Đông cho Nhật Quỳnh xin mời duyên sự. Dạ, cảm ơn Rạng Đông. Tại thành Sao Quách Thí có một nữ gia chủ là đệ tử của nhóm tu sĩ ngoại đạo. Một ngày kia bà lại phát tâm làm lễ cúng dường đến Đức Phật cùng chư tỳ kheo. Ngay lúc đó
một du sĩ ngoại đạo xuất hiện thình lình, ông ta đã buông lời thỏa mã Đức Phật và chỉ dạch tội lỗi của bà nữ gia chủ. Nữ thí chủ tâm bối rối, tức giận nên không thể tập trung để nghe pháp được. Đức Phật biết tâm trạng của bà nên Ngài thuyết bài kệ trên để khuyên nhắc bà hãy nghĩ đến phận sự mình đã làm hoặc chưa làm xong, đừng mất thời gian tìm thấy lỗi của người khác. Khi bài kệ vừa kết thúc thì bà thí chủ chứng quả dự lưu. Nam mô Bụt Tha Giá. Duyên sự đến đây đã chấm dứt. Dạ con, lý do con thích bài kệ này nhất vì con không có nhớ duyên sự lắm, nhưng con chỉ nhớ những câu của Ngài Hòa Thượng Minh Châu để giúp con những lúc con bị trở ngại về phiền não. Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm để nhắc nhở con. Dạ, con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt, kính cảm ơn Đạo Tràng, và con xin được phun mít. Dạ, mến mời Trần Phụng, dạ mến mời cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh, con xin phun mít ạ. Dạ, sao thú cô Nhật Quỳnh. Dạ, bạn con yếu quá cho nên con không có dám giơ tay. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sen Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức. Con kính lễ quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào quý cô chú và đạo hữu trong đạo tràng. Dạ, con được đọc câu pháp cú số 50. Na ba re sang quy lô ma ni, na ba re sang ca ta ca tăng, át tan no quá á quê quá á quê khề giá ca ta ni á ca ta ni cha. Na ba re sang quy lô ma ni, na ba re sang ta ca tăng, át tan no quá á quê khề giá ca ta ni á ca ta ni giá. Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Nhà con xin kể. Na ba re sang vi lô ma ni, na ba re sang ca ta ca tăng, át ta nô qua a huệ khê gia ca ta ni a ca ta ni cha. Na ba re sang vi lô ma ni, na ba re sang ca ta ca tăng, át ta nô qua a huệ khê gia ca ta ni a ca ta ni cha. Dạ, cho con đọc viên sự ạ. Dạ, viên sự 50 là tại thành Sawatthi có một nữ gia chủ là đệ tử của nhóm du sĩ ngoại đạo. Một ngày kia bà lại phát tâm làm lễ cúng dường đến Đức Phật cùng chư tỳ kheo. Ngay lúc đó một du sĩ ngoại đạo xuất hiện thình lình. Ông ta đã buông lời thóa mạ Đức Phật và chỉ bạch tội lỗi của bà nữ gia chủ. Nữ thí chủ tâm bối rối, tức giận nên không thể tập trung để nghi pháp được. Đức Phật biết tâm trạng của bà nên Ngài thuyết bài kệ trên để khuyến nhắc bà hãy nghĩ đến phận sự mình đã làm hoặc chưa làm xong, đừng mất thời gian tìm lỗi, tìm thấy lỗi của người khác. Khi bài kệ vừa kết thúc thì bà thí chủ chứng quả dự lưu. Dạ hết rồi, con xin dâng mic lại cho cô tu nữ Tội Duyên. Dạ mời cô ạ.
Sa thú Sức Trần Phụng. Nam mô Bức Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya. Con thành kính đảnh lễ Đức, kính lễ Thượng Tọa Hành Đại Đức, Đại Đức Thượng lễ quý và thân chào quý tiền nam tín nữ. Và cảm ơn cho đã biết tín hiệu và bắt bài. Và bây giờ thì em xin kệ kinh Pháp Cú số 49. Yattha bi pha ru bi pha ma buk quan na gan thang a he tha yang ba le ti ra sam ma da ya e wang ga me mu ni cha re Yattha bi pha ma ru buk phang quan na gan thang a he tha yang tí ra samma đà giá e quăng ga mê mu ni cha re ya tha bi pha ma ro bu phăng quan na gan thăng a hệ tha yang ba lê tí ra samma đà giá e vang ga me muni cha re ya tha bi pha ma ro bu phang wan na gan thang a he tha yang ba le ti sa ra ma da ya e vang ga me Ya tha bi pha ma ru bup phang wan na gan thang a he tha yang ba le ti ra sa ma da ya e wang ga mo ni cha re Như ông đến với hoa, không hại sắc và hương, che chở hoa, lấy nhị bậc thánh đi vào làng. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ở tại Rajagaha, có ông bá hộ, tính keo kiết, không thích chia sớt cho ai, bất cứ vật gì, thậm chí là chi dụng cho vợ con hay chính bản thân ông cũng rất dè sẻn. Đức Phật quán xét biết ông bá hộ này có duyên với Phật pháp, phán giảng lão Mốc Canh Lan Ná đi đến nhà ông bá hộ ấy để khất thực và ăn trú niềm tin cho ông ta. Trưởng lão Mốc Canh Lan Ná đã đi đến và cảm hóa được hai vợ chồng ông bá hộ, sanh khởi niềm tin tam bảo. Trưởng lão đến gặp Đức Phật, nghe pháp và chứng thánh quả dự lưu. Chư tăng tán thán uy đức của trưởng lão Mốc Canh Lan Ná. Đức Phật nghe chuyện như vậy, ngài đã thuyết bài kệ trên. Chân tu mặc dù sống nhờ người khác, nhưng không lợi dụng lòng tốt của người gây tổn thất cho người. Dạ, cảm ơn Rạng Đông đã bắt mài. Dạ, mặc dù đường truyền của tự nhiên nó hồi nãy giờ vô rất là khó khăn, mấy ngày nay liên tục. Dạ, bây giờ tự nhiên xin được xuống đất ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, khó nhưng mà cô vào đọc được nghe ổn định. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn Sức Trần Phụng, cảm ơn Thích Trạng Đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, bạch sư, con nghĩ rằng chắc không còn bàn tay của vị nào ôn bài nữa. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt từ bi đúc kết bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính tri ân sư.
Dạ sa thú, sa thú lành thay. Dạ xin rất là hoan hỷ khi cái lớp ôn tập cuối tuần của chúng ta cũng học, tuy là không có được lên kế hoạch trước nhưng mà chúng ta vẫn giữ cái mức độ, đó là trong cái mức độ tạm thời. Tuy nhiên quý vị đã có cái sự nhiệt tâm để mà tham gia trong cái buổi ôn tập này, mà Tịnh Đạt nhận thấy rằng trong các cái buổi ôn tập đó, thì hình như là chúng ta có một cái tâm lý thoải mái hơn. Quý vị có cái cảm nhận như thế nào? Chúng ta cũng vào diễn đàn sinh hoạt, cũng là Phật Pháp, nhưng mà trong cái bộ không khí nhẹ nhàng, thoải mái, và mọi người đều có thể tham gia một cách rất là dễ dàng. Thì hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, trong thời gian tạm thời chờ đợi, thì diễn đàn ôn tập lớp, ôn tập cuối tuần vào ngày Chủ nhật của chúng ta vẫn diễn ra với cái bầu không khí quan hỷ như vậy. Thì đã là buổi ôn tập cuối tuần thì chúng ta chỉ là việc ôn tập mà thôi. Tuy nhiên còn ít thời gian thì Tịnh Đạt cũng xin trình bày thêm một số liên quan đến cái bài học, liên quan đến ba câu kệ ngôn mà chúng ta ôn tập ngày hôm nay. Nhiều khi những lúc khác thì nói thì không có nói đến. Dạ. Thì ngày hôm nay chúng ta ôn tập ở ba câu kệ ngôn ở Phẩm Hoa, giống như Tịnh Đạt có trình bày từ ban đầu đó. Thì đây là những cái câu kệ ngôn cú có tần suất cao xuất hiện những cái gì liên quan đến cái bông hoa, tràng hoa. Nhưng mà với cái những cái lời chú giải thích đó, thì những cái bông hoa, tràng hoa đó nó có cái ý nghĩa khác nhau, chứ không phải là những cái bông hoa, những cái tràng hoa mà chúng ta được nói đến ở bên ngoài, ở ngoài đời. Giống như là câu số 48 đó, thì chúng ta nói là người nhặt các loại hoa. Thì các loại hoa ở đây được ẩn dụ là người đang bị cuốn trôi, đắm say trong các cái ngũ trần, ngũ dục. Và trong các cái ngũ dục, cho nên trong cái câu chuyện duyên sự đó, thì quý vị rằng có một cái ý nghĩa phải nói là rất là mạnh mẽ. Vì cái cô trong cái nhân vật đó là cô Tiếp Vui, cổ hết tuổi thọ ở trên cõi trời, sinh xuống cõi người, làm phước để sanh lên cõi trời, thì gặp cái người chư thiên, cái người chồng cũ đó, thì cổ mới nói rằng người ở dưới nhân loại á, sống rất là ngắn ngủi, nhưng mà tuy là ngắn ngủi nhưng mà thay vì á, là tranh thủ làm cái công đức, nhưng mà chẳng những không làm các công đức mà đắm say tham nhiễm, bị dễ vui lôi cuốn ở trong ngũ dục, phải nói là rất là hoang phí cái thời gian ngắn ngủi đó. Cái điều này thưa quý vị rằng Tịnh Đạt nghĩ rằng chúng ta nên nhớ cái mấu chốt quan trọng trong cái câu này. Bởi vì khi mà chúng ta có những cái niềm vui ở trong gia đình, có những cái niềm vui ở trong cuộc đời của mình á, hay là có những cái niềm vui ở trong cái tiệc tùng á, chúng ta nhớ là cái câu này đó, chúng ta sẽ là những người hưởng niềm vui khác hết tất cả các mọi người ở trong xã hội. Bởi vì chúng ta hưởng cái niềm vui với cái ý thức đó là không có đắm say tham nhiễm. Cái điều này á, giúp cho chúng ta là giữ được cái thế quân bình. Không phải Đạo Phật dạy cho chúng ta cái điều này để mà chúng ta không có enjoy ở trong cái cuộc vui. Lấy ví dụ giống như là một đứa bé thích ăn kẹo, ăn bánh ngọt, nhất là những cái buổi chiều, buổi tối. Cái người lớn mình á, thì nói chung là cũng
có người thích người không. Nhưng mà sở dĩ mà chúng ta không ăn kẹo, bánh, quà, bánh nhiều á, thì chúng ta hiểu rằng đây là nguyên nhân dẫn đến cái sâu răng. Và khi mà lỡ có ăn á, có ăn thì chúng ta cũng ăn kỹ càng, không ăn quá độ. Và sau khi ăn thì chúng ta cũng vệ sinh răng miệng, giữ gìn. Thì ý muốn nói đó là cái sự hiểu biết trong cái quà bánh gây sâu răng, cũng giống như là trong cái sự đắm say tham nhiễm trong ngũ dục, sẽ dẫn đến khổ đau. Khi mà chúng ta nhận biết được điều này đó, thì trong cái cuộc vui, ở trong cái sự tiệc tùng, hay là trong cái niềm vui, chúng ta vẫn vui, nhưng mà vui với một cái người có sự hiểu biết khác hoàn toàn với người chỉ biết vui, chỉ biết đắm say tham nhiễm, thì hoàn toàn đó là sẽ bị khổ đau. Đó là chúng ta thấy ý nghĩa. Cái ý nghĩa thứ hai ở trong mà câu số 49 cũng nhắc đến cái hoa, bông hoa. Nhưng mà trong bông hoa này có một ý nghĩa khác. Đó là ý nghĩa của cái việc các vị tu sĩ khi mà xuất hiện, khi mà thân cận ở trong làng xóm, đối với các gia đình cư sĩ thì giữ một cái mức độ khoảng cách, cũng như là giữ một cái đức hạnh trang nghiêm khi mà người cư sĩ họ gặp từ cái người không có đức tin, họ có cái đức tin, và từ người có đức tin, cái đức tin càng tăng trưởng. Thì đó là cái bông hoa được ví như là các cái gia đình cư sĩ, cái hình ảnh con ong đến hút hoa, hút nghị đó, hút cái mật, thì giống như là các vị tu sĩ. Thì đó là một cái số điểm cần lưu ý khi chúng ta học đọc lại ôn bài trong các cái câu kệ ngôn. Thì tình đàn xin được đúc kết lại một số điểm mà chúng ta cần lưu ý. Một lần nữa thì tình đàn xin thay mặt cho diễn đàn Pháp Cú Kinh rất hoan hỷ xa thú với công đức của tất cả quý vị, rất là nhiệt tâm, nhiệt tình. Một số vị thì tuy là điều kiện mạng internet, hoặc là điều kiện máy không có ổn định, nhưng mà các vị cũng rất là sẵn sàng để mà thử. Tuy nhiên thì qua cái quá trình thì ai cũng có được cái sự ổn định, cũng như là cái sự kệ duyên sự rất là quan nghĩ, rất là hay. Thì một lần nữa xin đại diện cho Chư Tăng cũng như là diễn đàn Phú Kinh xin được tán thán với cái công hạnh công đức của tất cả quý vị đã là tuần ngày hôm nay. Một lần nữa xin đại diện Chư Tăng và kính chúc toàn thể quý vị luôn luôn là những cái bông hoa tươi đẹp, những cái bông hoa tỏa hương và sắc ở trong vườn hoa chánh pháp chùa Bậc Đạo Sư Gotama, và ngõ hầu cho tất cả chúng ta sẽ thoát khỏi những cái khổ đau luân hồi trong tương lai. Tình đàn xin được kết thúc buổi ôn tập cuối tuần ngày hôm nay. Xin kính chúc Chư Tăng và mến chào toàn thể quý vị và một lần nữa. Vào giờ đây thì xin cung thỉnh cho quý vị MC trở lại với diễn đàn. Tình đàn xin được xuống mic. Dạ, sa thú linh thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tịnh Đạt đã từ bi điều họp chương trình ông bài ngày hôm nay rất là hữu ích cho đạo tràng chúng con. Một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tịnh Đạt rất là nhiều, và để dâng chúng con tròn đủ phước báo, chúng con cung thỉnh đảnh lễ cung thỉnh đại đức Minh Hạnh từ bi phúc trước cho đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh thấy cảm ơn trở lại, cảm ơn tiếp tục nha. Dạ, con cũng kính dân mít đến thường tọa Minh Hạnh ạ.
Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba buddha nupavana sada sati bhavantu te Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba dhamma nupavana sada sati bhavantu te Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba sangha nupavana sada sati bhavantu te Tất cả phương pháp có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư tăng các sự thành lợi từng đường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu sa thu lành hai thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyền thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được